Bảo vệ đường ruột. Theo phân tích tổng hợp, những người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ mắc hội chứng ruột kích thích thấp hơn 16% so với những người không uống. Phân tích này dựa trên 8 nghiên cứu, bao gồm hơn 400.000 người tham gia. Các hợp chất có trong cà phê có đặc tính chống oxy hóa, chống sơ hóa và chống viêm, cũng như ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột, axit mật, khả năng vận động của ruột, tính thấm của ruột. Những đặc tính này có thể có tác động có lợi đối với hội chứng ruột kích thích. Tốt cho tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy uống cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Trên thực tế, một đánh giá cho thấy uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tim. Một đánh giá khác từ 21 nghiên cứu cho thấy uống 3-4 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm 21% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, một nghiên cứu trên 21.000 người cũng cho thấy việc tăng lượng cà phê uống có liên quan đến việc giảm đáng kể nguy cơ suy tim. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng caffeine có thể ảnh hưởng đến mức huyết áp. Do đó, những người bị huyết áp không được kiểm soát có thể cần hạn chế hoặc điều chỉnh lượng caffeine tiêu thụ. Giảm nguy cơ đái tháo đường type 2. Một số nghiên cứu cho thấy tiêu thụ cà phê thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2. Kết quả đánh giá dựa trên 30 nghiên cứu cho thấy mỗi tách cà phê tiêu thụ có liên quan đến việc giảm 6% nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2. Điều này được cho là do cà phê có khả năng duy trì chức năng của các tế bào beta trong tuyến tụy của cơ thể con người. Tế bào chịu trách nhiệm sản xuất insulin để điều chỉnh lượng đường trong máu. Ngoài ra, cà phê rất giàu chất chống oxy hóa và có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin, tình trạng viêm và quá trình trao đổi chất. Tất cả đều liên quan đến sự phát triển của bệnh đái tháo đường type 2. Hỗ trợ sức khỏe não bộ. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể giúp bảo vệ, chống lại một số rối loạn thoái hóa thần kinh, bao gồm bệnh Alzheimer và Parkinson. Theo một đánh giá của 13 nghiên cứu, những người thường xuyên tiêu thụ caffeine có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn đáng kể. Hơn nữa, tiêu thụ caffeine cũng làm chậm sự tiến triển của bệnh Parkinson theo thời gian. Một đánh giá khác của 11 nghiên cứu quan sát trên 29.000 người cũng cho thấy rằng người tiêu thụ càng nhiều cà phê thì nguy cơ mắc bệnh Alzheimer càng thấp. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chứng minh rằng tiêu thụ cà phê vừa phải có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức. Giúp quản lý cân nặng. Theo một số nghiên cứu, cà phê có thể thay đổi việc lưu trữ chất béo và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Cả hai đều có thể có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Một đánh giá từ 12 nghiên cứu đã kết luận rằng tiêu thụ cà phê nhiều hơn có thể liên quan đến việc giảm mỡ trong cơ thể, đặc biệt là ở nam giới. Trong một nghiên cứu khác, việc tăng lượng cà phê uống vào có liên quan đến việc giảm mỡ trong cơ thể ở phụ nữ. Có nghiên cứu còn cho thấy những người uống 1-2 tách cà phê mỗi ngày có khả năng đáp ứng mức hoạt động thể chất được khuyến nghị cao hơn 17% so với những người uống ít hơn 1 tách mỗi ngày. Mức độ hoạt động thể chất cao hơn có thể giúp thúc đẩy quản lý cân nặng hiệu quả hơn. Giảm nguy cơ trầm cảm. Theo một đánh giá từ 7 nghiên cứu, mỗi tách cà phê tiêu thụ có liên quan đến nguy cơ trầm cảm thấp hơn 8%. Một nghiên cứu khác cho thấy uống ít nhất 4 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ trầm cảm so với việc chỉ uống 1 tách mỗi ngày. Giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan. Một nghiên cứu cho thấy uống hơn 2 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm tỷ lệ sẹo gan và ung thư gan ở những người mắc bệnh gan. Một nghiên cứu khác cho thấy người hay uống cà phê có nguy cơ tử vong do bệnh gan mãn tính thấp hơn. Uống 1 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ thấp hơn 15%, trong khi uống 4 tách mỗi ngày có nguy cơ thấp hơn 71%. Một nghiên cứu khác gần đây cho thấy tiêu thụ cà phê có liên quan đến việc giảm độ cứng của gan. Đây là thước đo mà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe sử dụng để đánh giá tình trạng sơ hóa, sự hình thành mô sẹo ở gan. Giúp tăng tuổi thọ. Một đánh giá từ 40 nghiên cứu đã kết luận rằng uống 2-4 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn, bất kể các yếu tố như tuổi tác, tình trạng cân nặng và mức tiêu thụ rượu. Tương tự, một nghiên cứu khác trên 1.567 người cho thấy uống cà phê chứa caffeine có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn sau 12 và 18 năm theo dõi. Hơn nữa, uống ít nhất 1 tách cà phê mỗi ngày cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do ung thư. Điều thú vị là, một nghiên cứu trong ống nghiệm cho thấy cà phê có thể kéo dài đáng kể tuổi thọ của nấm men bằng cách bảo vệ chống lại các gốc tự do và tổn thương ADN. Giúp nâng cao hiệu suất tập luyện. Cà phê thường được sử dụng như một chất hỗ trợ tăng cường sinh lực cho các vận động viên muốn cải thiện thành tích và tăng mức năng lượng.
Một đánh giá của trí nghiên cứu đã báo cáo rằng uống cà phê trước khi tập luyện đã cải thiện sức bền và giảm mức độ gắng sức so với nhóm đối chứng.